Ngày hội của những nông dân trồng điều do công ty trách nhiệm hữu hạn Olam chi nhánh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sáng nay 9 tháng 11 tại xã Gia Khai, huyện Gia Rai đã thu hút đông đảo bà con nông dân đến tham dự và giao lưu văn hóa văn nghệ. Lãnh đạo công ty Olam gửi lời cảm ơn đến bà con nông dân trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng đơn vị cung cấp nguồn nguyên liệu hạt điều tiêu chuẩn chất lượng, góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhân dịp này, công ty đã trao tặng 200 suất quà cho bà con nông dân với tổng giá trị 200 triệu đồng. Cũng trên địa bàn huyện Gia Rai, trước đó công ty đã đến thăm và tặng một số thiết bị vui chơi ngoài trời cho trường mẫu giáo 20 tháng 10 thuộc xã Gia Rai trị giá 150 triệu đồng.